Chào bác, hôm nay cửa hàng Hoàng Trang lên clip giới thiệu cho người lô máy cưa xích Nhật bãi. Lô này sẽ lô chữ V, sẽ gồm có máy Makita nhá, Echo, Hupana và Echo. 5 cây thôi, hôm nay là em dọn không kịp cho các bác nhá. Đó. Số điện thoại cửa hàng là 0976123370. Bác nào quan tâm sản phẩm liên hệ tiếp qua số điện thoại cửa hàng bên em. Và bác nào xem clip thì vui lòng cho em xin like, đăng ký kênh và cho thông báo nhá. Sản phẩm theo kèm sẽ gồm có rũa tuyếp và tô vít cho các bác nhá. Bên em bán hàng có ship hàng toàn quốc và đặc biệt các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Rồi, xin phép giới thiệu chi tiết luôn. Cái lô này là lô chữ V này. Đầu tiên thì giới thiệu cho bác một con Makita rất là ngon. Con này là Makita 40 nhá. Con này là được trong công suất là 40cc, nòng 40mm, máy nòng đứng. Máy nòng đứng nhá. Con này cắt cực kỳ là ngon, anh em có thể mang đi cắt keo khá ok luôn. Lam là được trang bị lam 35, xích là xài xích chung 91. Trọng lượng máy là 5kg. Con này cắt cực kỳ là ngon, vòng tua lớn. Những cái máy nòng đứng anh em biết rồi, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Máy được tích hợp thêm cả van xả áp và đặc biệt là có bơm xăng phụ các bác này, bơm xăng phụ này. Đó. Có van xả áp luôn nhá, rất là bền luôn. Rồi, con này thì bán cho anh em giá 1,6 triệu này bao phí ship. Các bác nhìn cái bộ lam xích của nó thì biết cái độ bíp của máy này. Rất là đẹp. Quá đẹp luôn. Xích của nó là được 90% nhân lam như chưa xài luôn. Quá xuất sắc. Rồi, test nổ tiếng máy V1, con này giá 1,6 triệu thôi. Rất là êm. Chất luôn. 1,6 triệu nhá. Con này để anh em mang đi cắt keo kia khá ok này. Cực kỳ là mạnh. Rồi, tiếp theo V2. V2 ngày hôm nay thì giới thiệu cho các bác một con cưa tay dài Makita cực kỳ là xuất sắc. Con này thì quá là đẹp, con này Makita 333 này. Các bác nhìn cái bộ lam xích nó này. Máy mới keng sa beng luôn nhá. Con này là được trang bị công suất 33cc nòng 37mm, một cái hệ cắt gia đình các bác rất là chuộng. Đặc biệt các bác là hay phải leo trèo tiểu cành, đấy, cắt xung quanh vườn nhà. Đấy, con này thì quá là đẹp này, bơm xăng phụ có này, trợ lực lớn nhá. Và đặc biệt thì thắng xích thắng xiếc còn nguyên. Trọng lượng máy là 4,5kg, rất là nhẹ nhàng. Con này thì trợ lực lớn nhá, giật rất là nhẹ, máy móc đẹp xuất sắc luôn này. Máy móc cực kỳ là đẹp, đẹp keng luôn. Rồi, test nổ tiếng máy con V2, con này giá 2,1 triệu. Dòng này thì quá là VIP rồi. Thì vừa lấy thắng xích nó hơi bị em kéo chưa hết nha các bác, lưu ý nhá, khi mình kéo thắng xích mình kéo hết tay này. Đó, đây, kéo như thế này thì nó sẽ chưa về nha các bác, kéo hết tay này. Đó, đây. Bạc phát. Đó, rồi. Con này thì máy quá xuất sắc luôn này, con này giá 2,1 triệu nhá. Siêu VIP dành cho các bác các hệ gia đình nha các bác nhá. Máy thì mới keng luôn. Đó, bao các bác mới đến 95% con này luôn. Rồi, tiếp theo V3. V3 ngày hôm nay thì có con cưa khai thác tầm trung, một con cưa Echo cực kỳ là VIP này. Con này là Echo 3800 nhá, máy được công suất trong công suất là công suất con này 40cc nhá, 3800 40cc này. Công suất nó ghi đây này, 39,6cc nhá. 40cc, nòng 40mm. Cực kỳ là ngon, máy Echo chạy thì anh em biết rồi. Rất là bền, rất là lợi xăng luôn này. Đây lam Latin nhá các bác nhá. Đây là nó dính nhựa không bị sứt mẻ gì hết nhá. Con này là xài lam Latin nhá, xích là xài xích 325. Con này đi hạ keo ạ, cây đứng thì cực kỳ là ok. Đó, xích 325 40cc nòng 40mm, con máy Echo cắt cực kỳ là ngon, trọng lượng máy con này 5,5kg. Rất là dễ dàng cho bác di chuyển và đặc biệt máy rất là mạnh. Lam của nó lam lam của nó lam 40 nha các bác nhá. Lam 40. Quá là ngon. Chưa. Không, cứ để đấy thì em. Rồi, con này giá 2,7 triệu bao ship cho anh em nhá. Máy quá đẹp này. Echo V3800 dòng này cắt thì cực kỳ là chất nhá. Test nổ đây. Yeah.
đẹp, rất là êm các bác nhá. Ok, cực kỳ là chất nhá. Qua đài cắt thì 40cc các bác biết rồi, dòng Echo bô nó giảm thanh nữa này, cực kỳ là êm. Rồi, con này giá 2.700.000 bao phí ship cho các bác. Tiếp theo con V4. V4 ngày hôm nay thì có con siêu VIP nhá, con này con Hupana. Con này con Hupana 120 này, con này thì cực kỳ là ngon. Con này là máy Thụy Điển nhé, các bác nào thích dùng máy Thụy Điển thì các bác có thể tham khảo con này. Con này là bộ làm xích nó quá đẹp này. Đó, nó còn cái ốp lam nhé, nó còn cái ốp lam theo máy này. Em quên không, con này có ốp lam Hupana luôn nhé. Đó, con này thì được trang bị xuất là 40cc. Đấy, nóng 40 ly. Con này thì cắt tầm trung cực kỳ là ngon. Đó, lam xích thì rất là đẹp này, như mới luôn nhé các bác nhé. Lam của nó xong thì lam 35, xích là sản xích chung 91. Con này thì còn cái ốp lam rất là đẹp, không biết vứt chỗ nào rồi. Tí nữa các bác nào chốt thì em sẽ bổ sung thêm cái ốp lam cho các bác nhé. Hải ơi, tìm anh cái ốp lam này phát. Vừa vứt đây mà. Rồi rồi. Con này ốp lam nó đẹp đây, em sẽ lấy ốp lam nó này. Máy mới này, đây. Ốp lam của nó theo máy về này, rất là đẹp nhé. Đấy, xuất sắc luôn. Rồi, con này thì trọng lượng máy là 5,5kg. Dòng Thụy Điển thì anh em biết cái độ chất của máy rồi, không phải giới thiệu nhiều nhé, đặc biệt máy rất là mới. Con này thì giá của nó là đi 3 triệu nhé, V4 giá 3 triệu, siêu VIP cho các bác. Test nổ này. Đây, nó có bơm xăng phụ nhé, đặc biệt bơm xăng phụ này. Chụp giật là trợ lực nhá. Đấy. Cái này thì các bác khi các bác bên cái máy này các bác nhớ là các bác kéo lê gió ra thế này, là nó là vừa kéo lê và vừa mở, vừa đóng gió nhá. Các bác giật này. Nó bụp cái thì các bác bóc ga này vào thì nó về cái lê nhá thì. Sẽ là tắt nhá. Con này giá là 3 triệu bao phí ship này. Rồi tiếp theo con V5. V5 con cuối cùng ngày hôm nay thì giới thiệu cho các bác một con khai thác chuyên nghiệp. Khai thác chuyên nghiệp cho con này thì bao các bác đi xẻ đi hạ cây thì thoải mái luôn. Con này là Echo 551. Máy này trọng lượng công suất là 55cc. 55cc nhá, cực kỳ là mạnh. Đó, con này thì lam của nó lam 60, xích là xài xích đại này. Lam là tinh, xích là xài xích đại này. Con này thì thích hợp cho các bác chuyên đi xẻ đi hạ cây. Đó, với cái công suất của máy Nhật thì các bác biết rồi, nó ghi rất là thực và đặc biệt cái dòng máy này chạy rất là lợi xăng. Đó, với cái giá tiền mà 2 triệu 7 các bác mua con 365 tàu ấy thì sẽ rơi tầm 3 triệu rưỡi để chạy. Thật các bác là nó rất là tốn xăng và nó rất là hỏng và hay hỏng vặt. Con này thì bao các bác là cực kỳ là ngon. Trọng lượng máy là 8kg nhé. Các bác mà mua con này cân nhắc về cái trọng lượng máy nhé. Còn máy móc thì bao chất cho các bác luôn. Rồi, test nổ thì con cuối cùng ngày hôm nay con này giá 2.700.000 bao phí ship. Rất là giòn luôn. Giá 2.700.000 nhá, bao phí ship chạy rất là ghê gớm. Rồi, bác nào quan tâm sản phẩm liên hệ tiếp qua số điện thoại 0976123320. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.